Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm qua, hàng hóa trên thị trường chủ yếu là các sản phẩm đến từ nhiều nước. Nhưng hiện nay, hàng Việt Nam đã chiếm ưu thế từ các hệ thống chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại. Đa số người tiêu dùng khi được hỏi đều ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam khi mua sắm. Điều này cho thấy cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã phát huy được hiệu quả và có tính lan tỏa rộng. Đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Trước tiên xin trân trọng giới thiệu bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Xin kính chào quý vị khán giả. Tiếp theo là ông Đỗ Huy Lập, Giám đốc Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia tọa đàm. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về hiệu quả của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong thời gian qua, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Ưu thế hàng Việt trên thị trường nội địa. Theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ của nước ta liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây, với mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm. Đặc biệt, năm 2018 tăng 11,7%, năm 2019 tăng 11,86%. Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước luôn duy trì ở mức cao, từ 80 đến 95%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ hơn 60%. Cùng với sự phát triển của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các điểm bán hàng bình ổn thị trường, các điểm bán hàng tại các khu dân cư, điểm bưu điện văn hóa xã đã đưa hàng Việt Nam tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Hiện nay hàng Việt Nam thì theo tôi nghĩ, hàng Việt Nam đã đi vào lòng người được rất là nhiều rồi. Và người Việt Nam mình cũng tin tưởng người Việt Nam sẽ dùng hàng Việt Nam rất nhiều. Ví dụ như ở đây, tôi bán hàng ở cái khu vực này để mà gần dân thì nó không gần dân, nhưng mà để mà bán được hàng thì tớ bán rất là chạy hàng. Bưu điện đã kết hợp với một số các công ty chuyên bán hàng Việt Nam, sản xuất hàng Việt Nam để phục vụ người dân bán hàng này ấy, thì tôi thấy là cái sản phẩm được đánh giá rất là cao, đảm bảo về cái chất lượng và có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng ạ. Lâu nay rồi tôi vẫn cứ thường dùng cái hàng Việt Nam chất lượng cao đấy, tôi rất thích dùng những cái sản phẩm như thế này. Mà chúng ta hãy nên dùng hàng người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam để cho chất lượng hàng Việt Nam càng ngày càng được lên cao. Trong suốt hơn 10 năm qua, thông qua cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với bạn hàng trong nước, cũng như tìm cách để người tiêu dùng trong nước tiếp cận được với sản phẩm chất lượng do chính doanh nghiệp mình làm ra. Từ khi được biết đến cái chương trình vận động dùng hàng Việt Nam của người Việt Nam, thì khách hàng đến đây rất là nhiều. Một ngày chúng tôi đón tiếp hàng chục khách hàng. Đến đây thì khách hàng được tư vấn chi tiết về các sản phẩm. Khách hàng có thể được hưởng các cái chương trình khuyến mại, giá thành rất là hợp lý. Khách hàng đã quay lại rất là nhiều. Theo đánh giá của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, sau một thời gian dài tích lũy nội lực, hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra có chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, để kích cầu tiêu thụ các sản phẩm Made in Việt Nam tại thị trường nội địa, vẫn cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ để người tiêu dùng Việt Nam tự hào khi sử dụng hàng Việt. Như quý vị vừa theo dõi qua phóng sự, thì rõ ràng hàng Việt ngày càng thể hiện được vị thế của mình trên thị trường nhờ vào sự cố gắng của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, niềm tin yêu của người tiêu dùng và sự tích cực của các cơ quan chức năng. Và để làm nên niềm tự hào của hàng Việt Nam, câu hỏi đầu tiên tôi xin được hỏi bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Vâng, thưa bà, trong thời gian qua thì chúng ta ghi nhận niềm tự hào của hàng Việt Nam tại thị trường nội địa. Vậy theo bà thì đâu là nguyên nhân để hàng Việt Nam có được chỗ đứng trên thị trường nội địa? Vâng, như chúng ta đã biết thì hàng Việt Nam đã chiếm một cái vị trí rất là tốt ở trên thị trường nội địa. Và chúng ta có thể thấy trong các hệ thống siêu thị phân phối hiện đại thì những cái hàng hóa của Việt Nam đã chiếm với tỷ lệ từ 80 đến 90%. Và các chợ truyền thống thì những cái hàng hóa có thế mạnh như là hàng thực phẩm, rồi những hàng tiêu dùng thì cũng đã chiếm tới cái tỷ lệ trên 65% cho tới nay. Và được người tiêu dùng hết sức là ưu tiên chọn lựa. Để đạt được những cái kết quả đó thì một vai trò hết sức quan trọng đấy là việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong 11 năm vừa qua. Đây là chủ trương rất lớn của Bộ Chính trị phát động tại kết luận 264 năm 2009.
Và kể từ đó thì bốn cái nhiệm vụ cơ bản của Bộ Chính trị đưa ra là phải đạt được, phải thực hiện được thì đã được các cấp, các ngành triển khai hết sức là tốt. Đấy là bốn nhóm nhiệm vụ về tuyên truyền làm thế nào để người tiêu dùng trong nước cũng như là người tiêu dùng ở ngoài nước nhận thức được đúng về chất lượng hàng hóa của hàng hóa Việt Nam. Nhóm nhiệm vụ thứ hai là rà soát để tạo ra được những hành lang pháp lý cũng như là những cái môi trường kinh doanh một cách rất là thoáng, rất là tốt và bảo đảm được sự cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp mà ngày càng sản xuất ra được nhiều hàng Việt tại thị trường Việt Nam. Nhóm nhiệm vụ thứ ba đấy là nhóm nhiệm vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tiếp cận với thị trường cả trong nước và ngoài nước thông qua các hoạt động về xúc tiến thương mại, các hoạt động về kết nối cung cầu, các hoạt động về khuyến công và nhiều hoạt động khác liên quan đến khoa học công nghệ và khuyến nông nữa. Thế còn nhóm nhiệm vụ cuối cùng đấy là chúng tôi thấy rằng đấy là bảo vệ được cái sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường nội địa thông qua những hoạt động về quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, về chống hàng giả. Cảm ơn chia sẻ của bạn. Vâng, thưa ông Đỗ Hy Lập, là doanh nghiệp có sản phẩm tham gia nhiều hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam thì ông có đánh giá gì về hiệu quả của các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối hàng Việt? Đối với các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp thì tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp là có triển khai được các hệ thống bán hàng và từ đấy là kết nối được với các cái nhà phân phối, chuỗi phân phối trên truyền thống và nhà phân phối trên kênh hiện đại, kênh siêu thị thông qua các cái chương trình mà kết nối cung cầu thì cái hàng Việt Nam cũng như là sản phẩm của công ty cũng đã đến tay được người tiêu dùng từ vùng sâu vùng xa cũng như là thành phố. Quay trở lại vào Nga. Thưa bà, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa như thế nào? Vâng, như chúng ta đã biết thì có hai đợt COVID. Một cái đợt là chúng ta thấy là từ tháng 3 cho đến hết tháng 4 thì là giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất cho các hệ thống phân phối trong nước. Chúng tôi đã cùng các địa phương để triển khai những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm thế nào là không bị đứt gãy cái hệ thống phân phối. Vâng, thưa ông Lập, như ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Thì tuy nhiên vẫn có những mặt hàng và sản phẩm có sức tiêu thụ tốt. Điều này thì có phải là do sự đa dạng và giá trị của hàng Việt Nam có chất lượng sẽ tiếp tục khẳng định của mình, khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội địa không, thưa ông? Đối với đại dịch COVID thì chúng ta đã biết rồi, xảy ra hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là tiêu thụ hàng hóa cũng như là tiêu dùng của người Việt Nam. Thì đúng như chương trình cũng đã khẳng định đấy là cái sự ảnh hưởng của COVID rất nhiều, không làm đứt gãy cái sự cung ứng của hàng hóa trong nước. Thế tuy nhiên là đối với các cái công ty mà có cái sản phẩm đa dạng hóa về các sản phẩm và mặt hàng thì cũng như là cái nhanh nhạy trong việc là chuyển đổi các cái sản phẩm cho phù hợp và đáp ứng ngay cái những lúc mà những thời điểm mà cần gấp gáp như chống dịch. Vâng, thưa bà Nga, vậy để tăng cường hơn nữa niềm tin yêu của người tiêu dùng đối với hàng Việt thì thời gian tới Ban Chỉ đạo Liên ngành thực hiện đề án sẽ có những đề xuất gì để tiếp tục thực hiện cuộc vận động? Chúng tôi thì cũng đã có báo cáo về những kết quả đạt được lên Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn vừa qua và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là xin phép được tiếp tục lấy ý kiến triển khai cái cuộc vận động này và xin được là triển khai cái đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vẫn với những tiêu chí là xây dựng nhanh được những cái hệ thống phân phối hàng Việt cố định bền vững và rộng khắp hơn, nay thêm tiêu chí là rộng khắp hơn tại Việt Nam và tuyên truyền thì cũng mạnh mẽ hơn, có đích hơn đối với những cái hàng hóa mà đã đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Những cái hàng hóa Việt Nam của chúng ta lâu nay tự hào để xuất khẩu được ra với thị trường quốc tế, nay là phục vụ cho thị trường trong nước và những cái hàng hóa Việt Nam vươn lên để đạt những cái chuẩn của những cái thị trường khó tính nhất để phục vụ cho người tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về những cái mảng đó và tăng cường hơn nữa những cái hoạt động mà đã có những cái hiệu quả rất tốt trong thời gian vừa qua như là doanh nghiệp của anh Lập tham gia, đấy là hoạt động kết nối cung cầu ở những cái quy mô cấp lớn, vùng miền cũng như là ở những cái quy mô nhỏ hơn của các cộng đồng doanh nghiệp của các địa phương để làm thế nào là hàng Việt Nam là len lỏi đến từng ngóc ngách của các đô thị Việt Nam cũng như là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, qua trao đổi với hai vị khách mời hôm nay, chúng ta thấy được rằng thị trường nội địa với quy mô và dân số gần 100 triệu dân luôn được xem là mảnh đất tiềm năng
để các doanh nghiệp khai thác và vượt qua khó khăn thời Covid. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia tọa đàm ưu thế hàng Việt trên thị trường nội địa. Chúng ta cùng tin tưởng rằng những kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và với thông điệp tự hào hàng Việt sẽ có sức lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng trong thời gian tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại!